là cái phiên chợ đặc sản các vùng miền này các bạn. Nó tổ chức vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại số 135 Baxter phường 6 quận 3 nha. Nó có nhiều mặt hàng rau củ quả, các sản vật các vùng miền họ đem về đây họ bán, toàn đồ sạch hết nha. Càng nói nước mắm tuyệt vời, thường đình nâng gót người khắp nơi. Và mình ta là chơi giữa chợ. Toàn là cây nhà lá vườn. Cái này là những rau dền á, rau dền á. Xào, xào ép nước hoặc là xào. Cô mấy cái rau củ quả này là ở đâu vậy cô? Đà Lạt. Đà Lạt hết cô hả? Đà Lạt hết. Còn cái này bao nhiêu? Dạ, cái này 7 ngàn. Rau củ quả đây. Đây phần đồ của Đà Lạt về không? Gà gà ta của Gò Công luôn này mọi người. Nhìn gà biết gà ta. Có tôm khô nè. Có tôm khô nè. Có cua nè. Chè xanh que. Mọi người nấu nước uống 10 ngàn một bó. Hỏi lo gì gà chè gọi chất gì em mua xanh để nấu luôn. Chuối Đà Lạt. Cái rau rừng này nè mọi người. Đây gói rau rừng. Rau này ăn thơm lắm anh. Rau này ăn thơm lắm đúng không anh? Rau này giờ thành phố kiếm khó lắm nha. 15 ngàn một gói. Đây là yên tâm không có hàng Trung Quốc vô đây đâu. Cũng ngon. Rồi vậy đi. Xem. Nem. Có đầy đủ mọi mặt hàng nha. Ngon chứ mọi người. Trời ơi, ngon ghê luôn.
cô khác á. 1 ký. Của cô cái 105. Đây là mọi mặt hàng đặc trưng của Đồng Tháp. Rau này rau gì ngon ghê không? Trời ơi, cải sâu nhìn ngon ghê luôn. Trời ơi, nhìn cái bao rau này, không có sâu, không có vàng gì luôn. Bò lan này, ăn là hết luôn chứ không có. Trời ơi, toàn đọt non không nha. Nó có con rau củ quả, có nguồn gốc xuất xứ luôn ở Trà Vinh. Đọt nhạc lòng nè,